Thế giới bước sang một năm tiếp theo của chuỗi khủng hoảng, nợ công ở châu Âu lan rộng, vấn đề thất nghiệp trở nên trầm trọng hơn ngay tại các quốc gia lớn mạnh, bất ổn chính trị gia tăng, thảm họa thiên tai làm cho khó khăn càng chồng chất trong việc giữ ổn định kinh tế xã hội. Trong nước, tỷ giá liên tiếp thay đổi, gây ảnh hưởng đến nền kinh tế và các doanh nghiệp. Hơn 50.000 doanh nghiệp Việt Nam, chiếm khoảng 10% tổng số doanh nghiệp cả nước, đã tuyên bố phá sản trong một năm vừa qua. Trong bối cảnh khó khăn đó, FPT khởi động chiến lược One FPT. Chúng ta đưa kế hoạch tăng trưởng từ 19 lên 30%. Một ban lãnh đạo mới, trẻ, năng động, quyết liệt được giao nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ đó. Năm 2011, thì Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT đã tín nhiệm và chỉ định tôi làm Tổng Giám đốc thứ 3 của Tập đoàn FPT. Chúng tôi đã nhanh chóng bắt tay vào việc thúc đẩy cái sự cải tổ toàn diện trong Tập đoàn FPT. FPT tập trung vào những cái hướng kinh doanh cốt lõi, đặt tăng trưởng như một cái kỷ luật để thúc đẩy tất cả các đơn vị phát triển. Chúng tôi đặt niềm tin vào rất là nhiều những cái lãnh đạo trẻ, thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là những lực lượng trẻ sẽ tiếp tục cái sự nghiệp phát triển FPT một cách mạnh mẽ. Khi được tập đoàn bổ nhiệm vào vai trò tổng giám đốc của FPT Telecom, tôi thấy rằng tập đoàn mong muốn chúng tôi dùng cái sức trẻ của mình, dùng cái sự sáng tạo của mình, dùng cái sự dũng mãnh của mình để đạt được cái mục tiêu và cái kế hoạch năm 2012. FSOP trong 3 năm vừa qua thì tăng trưởng khoảng 15-20%. Và ban lãnh đạo tập đoàn đã đặt ra nhiệm vụ là tăng trưởng trong giai đoạn tới là đến 40-50%. Chúng ta đã tái cấu trúc 3 công ty cổ phần thành viên thành 3 công ty trách nhiệm hữu hạn do FPT nắm 100% vốn, tạo ra một sức mạnh cạnh tranh mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông. Năm 2011 thì công ty hệ thống thông tin FPT được triển khai khoảng gần 2.200 dự án công nghệ thông tin. Chúng tôi tự hào rằng là các dự án của chúng tôi đã phục vụ thiết thực các hoạt động kinh tế cũng như là phục vụ nhân dân. Chúng tôi đã triển khai dự án hạ tầng thuế thu nhập cá nhân lớn nhất từ trước nay của Việt Nam. Chúng tôi cũng đưa các dự án lớn của ngành công nghệ thông tin như là dự án TAPMIT của Bộ Tài chính khai thác khoảng 47 tỉnh của Việt Nam. Dự án ERP lớn nhất Việt Nam ký với cả Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam thì cũng bắt đầu đưa vào khai thác tại văn phòng tổng công ty. Phần mềm quản lý bầu cử của công ty chúng tôi triển khai cho thành phố Hồ Chí Minh tạo được tiếng vang rất tốt và đã trở thành một trong 10 sự kiện ICT của thành phố Hồ Chí Minh. FSOP 2011 đã hoàn thành được kế hoạch doanh số lợi nhuận trong một tình hình thế giới cực kỳ khó khăn. Tôi nghĩ đây là thành tích rất là lớn. Đặc biệt thì trong đó thì tôi muốn nhấn mạnh là cái thị trường Nhật Bản. Thì thị trường Nhật Bản năm 2011 đã xảy ra những thiên tai kép về động đất, sóng thần. Trong khi những cái công ty Trung Quốc, Ấn Độ khác rời bỏ khách hàng thì 100% nhân viên của FPT Japan đã ở lại, cam kết với khách hàng đến phút cuối cùng. Và qua đó chúng ta đã tạo được cái niềm tin ở khách hàng và đã đưa được cái kết quả kinh doanh của FPT Japan rất là tốt trong năm vừa qua, thể hiện qua sự tin tưởng của khách hàng đối với chúng ta. Vào năm 2011 thì thực tế cũng đã triển khai một loạt các hoạt động tạo cái tiền đề phát triển trong thời gian tiếp theo. Trong đấy có việc làm đã hoàn thiện các hạ tầng bước đầu tại khu công cao Hòa Lạc. Năm 2012, những sinh viên đầu tiên sẽ lên sinh hoạt và học tập tại cơ sở chính của trường Đại học FPT tại đây. Năm 2011, Đại học FPT tròn 5 tuổi và đánh dấu với hơn 300 sinh viên tốt nghiệp khóa đầu tiên. Đại học FPT thì tạo điều kiện cho bọn em tham gia thực tập rất là sớm, từ năm thứ 3 cho đến khi mà em tốt nghiệp. Cho nên là khi em tốt nghiệp thì em đã có sẵn một năm kinh nghiệm làm việc với khách hàng Nhật và đã làm quen được với các quy trình sản xuất cũng như là các cái quy định rất là chặt chẽ của khách hàng Nhật, cho nên là em đã có thể đảm nhận được vị trí cao hơn, vị trí lập trình viên, chẳng hạn như vị trí trưởng nhóm ngay từ sau khi tốt nghiệp. Đối với FTG, năm 2011 là một năm rất là nhiều thách thức, thị trường như là sức cầu bị giảm sút rất là đáng kể, nhưng mà chúng tôi cũng đã đạt những thành quả nhất định. Toàn bộ công ty tăng trưởng 22%, trong đó thì chúng tôi vẫn giữ vững cái vị trí số 1 trong phân phối các sản phẩm mobile và IT. Định hướng các sản phẩm mới MakeBuy FPT thì chúng tôi cũng đã tung ra được các cái sản phẩm máy tính bảng cũng như là điện thoại smartphone thương hiệu FPT. Đó là một cái bước tiến rất là đáng kể cho cái vấn đề là chúng tôi tiếp tục giới thiệu các cái sản phẩm phần cứng và phần mềm mang thương hiệu FPT đến giới tiêu dùng nói chung. Năm 2011 thì chúng tôi đã đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu đạt 42% và lợi nhuận đạt 33%. Ngoài ra thì năm 2011 chúng tôi đã đầu tư vào một cái dự án đường trục Bắc Nam với tổng giá trị đầu tư trên 300 tỷ đồng. Và dự án đường trục đấy sẽ được sớm đưa vào khai thác nửa đầu quý 3 năm 2012. Và cái việc này sẽ tạo cho FPT Telecom bước lên một cái tầm cao mới, cung cấp các cái băng thông kết nối tốc độ siêu cao, phục vụ cho người dân, phục vụ cho các cái cơ quan, cho các cái doanh nghiệp.
thay là vì chúng tôi phải đi thuê lại như trước đây từ các doanh nghiệp chủ đạo khác. Trong năm 2011, toàn thể cán bộ FPT Online đã không ngừng nỗ lực và sáng tạo để đưa lên một mức tăng trưởng rất ấn tượng là 130% về doanh thu và 60% về mặt lợi nhuận. Kết thúc năm tài chính 2011, FPT vững vàng vượt qua khủng hoảng với tổng doanh thu đạt 25.978 tỷ đồng, tăng hơn 27% so với năm 2010. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.502 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2010. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 7.861 đồng, tăng hơn 19% so với năm trước. Kết quả này thể hiện nỗ lực rất lớn của ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên FPT nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông. FPT hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông, có tốc độ phát triển gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng bình quân GDP. Công nghệ thông tin không chỉ là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, mà còn là hạ tầng của hạ tầng, thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Lĩnh vực dịch vụ kết nối Internet băng thông rộng và dịch vụ gia tăng trên nền Internet có tiềm năng tăng trưởng rất lớn, do mức độ thâm nhập của Internet băng thông rộng ở Việt Nam chỉ là 4,6%, còn thấp so với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới. Lĩnh vực nội dung số hứa hẹn phát triển vượt bậc trong thời gian tới, bởi Việt Nam có trên 30,5 triệu người dùng Internet với cơ cấu dân số trẻ, nhu cầu kết nối cho công việc giải trí ngày một gia tăng. Lĩnh vực xuất khẩu phần mềm tiếp tục có nhiều tiềm năng phát triển. Theo xếp hạng của tập đoàn AT Kearney, Việt Nam xếp thứ 8 trong tổng số các quốc gia hấp dẫn nhất về gia công phần mềm. Lĩnh vực tích hợp hệ thống, giải pháp phần mềm đang có những cơ hội lớn do Việt Nam đang phát triển. Ứng dụng công nghệ thông tin và các quá trình quản lý ở cả cơ quan nhà nước lẫn doanh nghiệp còn chưa cao. Lĩnh vực đào tạo đại học và cao đẳng nghề ở Việt Nam có cơ hội phát triển rất lớn bởi số lượng 1,2 triệu học sinh phổ thông tốt nghiệp hàng năm và bởi xu thế xã hội hóa hoạt động giáo dục. Lĩnh vực phân phối và sản xuất các sản phẩm công nghệ tiếp tục sẽ là lĩnh vực nhiều hứa hẹn bởi lợi thế là thị trường đông dân thứ 13 trên thế giới, cơ cấu dân số trẻ, thu nhập dân cư và đặc biệt là tầng lớp trung lưu ngày càng tăng. Trong bối cảnh tình hình kinh tế toàn cầu và Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu khả quan, FPT vẫn tiếp tục đặt ra những mục tiêu thách thức trong năm 2012. Với kế hoạch doanh thu là 31.300 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với năm 2011 và lợi nhuận là 3.000 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2011. Con đường FPT đã chọn là công nghệ. Chúng ta có ước mơ về công nghệ. Chúng ta mơ về điện toán đám mây, về mobility, về y tế thông minh, giáo dục thông minh, giao thông thông minh, thẻ điện tử và nhiều giấc mơ khác. Và chúng ta có sứ mạng biến những ước mơ đó thành hiện thực để đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên kinh tế tri thức. Bằng nỗ lực tiếp thu và đưa nhanh công nghệ về Việt Nam, đồng thời sáng tạo ra các giải pháp và dịch vụ công nghệ mang tên FPT, triển khai ở trong nước và vươn ra thế giới. Bằng cách đó, chúng ta vẫn tăng trưởng mạnh trong năm 2012 và sẽ tăng trưởng nhanh hơn nữa trong các năm tiếp theo.